Chào con Gia Huy. Mùa hè thì con thích thích đi làm những cái gì nhỉ? Thích đi đâu nhỉ? Con thích đi biển, con thích đi bơi, con thích đá bóng nữa. Thích đá bóng nữa. Thế con sắp được nghỉ hè rồi đấy. Con sắp được đi rất là nhiều nơi này. Xong là mình sẽ được về quê ngoại, mình sẽ đi đá bóng, đi thả diều nữa. Thế sao hôm nay Gia Huy hơi mệt à? Vâng ạ, con cảm Con giác bị nó hơi mệt ạ. con bị sổ mũi à hay là ngạt mũi Con bị ngạt mũi ạ. à, khó thở hả Vâng. à, thế con bị từ bao giờ? Con bị từ sáng nay ạ. Con bị từ sáng nay mà chiều nay con vẫn đi bơi á? Vâng ạ. Thế á? Thế bình thường thì bây giờ con có muốn khỏi luôn không? Có. Hay là mình cho con uống dầu thảo bạch dương ở nhà mình đi ạ. Bởi vì là bình thường con uống như thế là sau ngay ngày hôm sau là con khỏi. Nên con nghĩ là con mẹ cho con uống dầu thảo bạch dương để con khỏe lại. Thế bây giờ mẹ cho con uống dầu thảo bạch dương nhá. Vâng. Thế bình thường là con có thích uống dầu thảo bạch dương không? Có. Con thấy dễ uống không? Thế à? Thế thì đợi mẹ nhá, mẹ lấy nước này. Đầu tiên mẹ phải lấy nước đã. Đây, mẹ sẽ lấy một chút nước cho con nhá. Vâng. Rồi, hộp dầu thảo bạch dương của con đây. Đây, đỏ đây. Với con thì con dùng mấy giọt nhỉ? Một con là con dùng khoảng 5 giọt ạ. 5 giọt à? Thế con lấy ra, con vặn ra đi. Con lấy 5 giọt con uống nhé. Con nhỏ vào 5 giọt. Năm sau mình ạ. Bây giờ Con con uống. sẽ uống. Con thích uống dầu thảo bạch dương không? Có, rất thích. Theo con thì dầu thảo bạch dương có tốt không? Có. Bình thường con uống là con có khỏi luôn không? Không phải là khỏi luôn nhưng mà sau một đêm thì sau một giấc ngủ thì con sẽ cảm thấy khỏe lại. Con sẽ cảm thấy khỏe lại. Đã bao lâu rồi con không phải uống thuốc nhỉ? Sau 2 năm rồi thì con chưa phải uống thuốc một lần nào. Bất kỳ các loại thuốc mình đều chưa phải uống đúng không? Con vậy thì con hãy chăm dùng dầu tỏi bạch dương nhá. Mỗi lần mà con bị sổ mũi này, ho các thứ, hắt hơi sổ mũi thì con bảo với mẹ nhá. Để mẹ lấy dầu tỏi bạch dương cho con uống nhá. Chào Gia Huy nhá, chúc Gia Huy nhanh khỏe nhá. Cảm ơn.